Hello, xin chào các bạn. Hôm nay video tiếp theo của mình là Boang, còn đây là em mình. Xin chào các bạn. Cái tên là Gấu. Còn đây là em Sang mình. Xin chào các bạn nha. Nha mình hôm nay anh em mình sẽ chơi trò bắn cung. Các bạn nhìn thấy con voi ngồi đây không? Cái này để mình bắn vào để tính điểm đấy các bạn ạ. Đây là cái cung. Ai mà bắn gần nhiều điểm hơn là người ấy thắng, và ai mà bắn một ít điểm hơn là người ấy thua. Ai mà thua sẽ nhận được hình phạt là đập cái này vào đầu hai lần. Các bạn ơi, đây là con voi điểm tính điểm. Các bạn không thấy số trên đây à? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ai mà bắn vào số nào nhiều điểm hơn là người ấy thắng. Ai mà bắn vào nếu thì số ít điểm hơn là thua. Đây, cái vòng đỏ bên ngoài là vòng số 10. Còn cái vòng vàng là vòng từ 20 đến 70. Còn vòng xanh là đây là 80 và 90. Vòng xanh là chỉ có 80 và 90. Còn vòng còn ở bên trong là 100. Đây là cái búa. Nó màu đen và có màu trắng. Ơ, thế các bạn nhìn đây các thảo Thảo Nguyên. Các bạn nhìn đây 1.000 tấn. Là sao mình cầm lên mà như cả 5 kg ấy. Mình đưa à, thật đấy. Đây là cây rung bắn bóng. Nó màu xanh và có 5 quả bóng 5 cây. Màu xanh lá cây, màu vàng và màu xanh lá trời. Và một quả bóng. Nhưng đây có một quả bóng nó dính vào trong này. Đứng như đây nhé các bạn. Nhà mình có thể bắn. À, mình bắn ý. Đây này. Nó sẽ dính vào. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Hay chưa? Sĩ hoạn cùng sinh ra cái gì là đại thế này. Trước tiên cho mình sĩ chút. Không phải cắt chân ra. Anh thắng. Ok. Các bạn ơi, mỗi lần thì mình bắn 5 quả bóng hết cái chỗ này thì chơi các bạn nhá. Anh bắn chưa? Em bắn qua cái gì cũng được thôi. Yeah.
cái nhầm bố quá nhiều. Đấy của bạn. Đấy đi em. Làm đấy đi em rồi. Mình gãy em quá nhiều. Bây giờ mình chưa lường dính không được không? Dính mà. Mình gãy em quá bạn ơi. Xin hãy cắt ít thời gian ạ. Nào đến đây em gấu nào. Mất bóng rồi các bạn ơi. Mất bóng rồi, thả đây rồi. Nào mình gãy em luôn. Mua đi, mua đi, mua đi, mua đi. Cái này, đừng. Chơi từ đấy giờ chẳng ngán luôn. Cứ gọi chơi thôi nhá. Bye bye.